Thưa quý vị, đến nay Quốc hội đã trải qua 15 khóa với rất nhiều thăng trầm cùng lịch sử phát triển của đất nước. Mỗi khóa Quốc hội đều có những dấu ấn riêng biệt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ lập pháp, giám sát cũng như quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Một trong những tư tưởng được coi là xuyên suốt và vẫn có giá trị thực tiễn đối với hoạt động ngày nay của Tổng Bí thư, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, đó là tư tưởng Quốc hội vì dân. Là một người trải qua nhiều năm công tác, đặc biệt là đảm nhận các chức vụ quan trọng của đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi giữ cương vị Chủ tịch Quốc hội luôn thể hiện là một người đại biểu nhân dân có tâm, có tầm. Mọi hoạt động của Quốc hội thời điểm đó, từ lập pháp, giám sát hay quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước đều luôn gắn với nhân dân. Vì nhân dân cố gắng hoàn thiện cơ chế chính sách các luật, qua đó giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc. Ngay tại nhiệm kỳ 4 năm của Quốc hội khóa 12, Quốc hội đã thông qua 67 luật, 13 nghị quyết. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua 14 pháp lệnh và 9 nghị quyết có chứa quy phạm pháp luật. Trong đó, đáng chú ý là phần lớn các văn bản được ban hành hoặc là sửa mới hoặc sửa một cách toàn diện. Có thể nói là cái tư tưởng của đồng chí Nguyễn Phú Trọng xuyên suốt một điều là vì dân vì nước. Toàn bộ sức lực và trí tuệ của mình tập trung cho việc phục vụ nhân dân, phục vụ nhân đảng, phục vụ nhà nước. Không hề có một cái tự hào gì cho cá nhân. Thì tôi nghĩ rằng là cái phẩm chất đó là phẩm chất đặc biệt quý giá. Về điều hành công việc của Quốc hội thì phải nói rằng là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lúc bây giờ là rất là chú ý đến cái chương trình lập pháp. Cái chương trình đó tính toán rất cụ thể để vừa thấy giải quyết những vấn đề đang đặt ra nhưng mà phải có tầm nhìn xa. Bởi vì đó là một cái giai đoạn mà chúng ta đang bước vào cái việc đổi mới là tích cực hơn và hội nhập một cách rộng rãi hơn. Chính vì thế cho nên là phải lường trước được những vấn đề luật pháp mở đường cho kinh tế phát triển. Ngay từ các kỳ họp Quốc hội dưới thời của nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, chức năng giám sát của Quốc hội được tăng cường mạnh mẽ, hợp lòng dân. Các giám sát chuyên đề đặc biệt tập trung vào các vấn đề như đầu tư công, an toàn vệ sinh thực phẩm, vấn đề phát triển cho đồng bào dân tộc thiểu số. Được người dân ủng hộ, nhiều quyết định quan trọng như quyết định chủ trương đầu tư dự án thủy điện Lai Châu và dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh có liên quan cũng được thông qua, góp phần vào quá trình phát triển đất nước. Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng rất quan tâm đến những vấn đề nhạy cảm, phức tạp, khó khăn của đất nước để mà tập trung tháo gỡ những vấn đề đó. Cùng với cái tư tưởng là đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực nên rất quan tâm đến việc xây dựng và hoàn thiện chế độ chính sách để bịt kín những cái lỗ hổng cho tham nhũng tiêu cực xảy ra và đi vào những vấn đề phức tạp, nóng bỏng của đời sống xã hội để mà xem xét giải quyết cả trên lĩnh vực lập pháp lẫn cả trên lĩnh vực giám sát tối cao của Quốc hội. Hồi đó liên quan là công việc của Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thì đồng chí là hỏi tôi nhiều vấn đề, hỏi để biết là các tầng lớp nhân dân họ mong muốn cái gì và cuộc sống của họ ra sao và quyết đáp những vấn đề đó là như thế nào. Mà tôi nghĩ đó là vấn đề rất quan trọng, là cái quyền làm chủ thực sự của người dân phải được thể hiện, mà trước hết là thể hiện trong Quốc hội. Dù sau này không đảm nhận vai trò điều hành Quốc hội, song với cương vị người đứng đầu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dặn dò các đại biểu Quốc hội hết lòng vì nước, vì dân. Với các đại biểu Quốc hội, đồng chí Tổng Bí thư luôn nhắc nhở, dù ở cương vị công tác nào cũng cần ý thức đầy đủ về quyền hạn và trách nhiệm của người đại biểu nhân dân. Phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ về mọi mặt, gần gũi và lắng nghe ý kiến của cử tri nhân dân, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ mà cử tri và nhân dân tin tưởng giao phó.
Có thể nói, tư tưởng Quốc hội vì dân vẫn luôn tồn tại trong chặng đường hình thành và phát triển của cơ quan quyền lực cao nhất cả nước. Tuy nhiên, tư tưởng ấy được ngày càng củng cố, phát huy hơn nữa dưới sự dẫn dắt định hướng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một nhà lãnh đạo của lòng dân.